Xin chào tất cả các em học sinh, xin chào tất cả các bạn quý vị khán giả. Hôm nay nhận được một cái lời bài hát sáng tác trên nền nhạc của bài Về đâu mái tóc người thương, liên quan đến vấn đề chúng ta chuẩn bị thi học kỳ rồi là đang thi học kỳ, làm thế nào để điểm tốt đón một cái Tết Nhâm Dần với những cái niềm hạnh phúc và sự vui vẻ nhất định. Thì hôm nay thầy Toàn là người gián tiếp chuyển cái lời của bài hát Về đâu nếu biết điểm thi của một anh đã tốt nghiệp đại học, trước là học sinh online của thầy Toàn mang tên Facebook là Nguyễn Nhật Thanh. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái động lực tốt để chúng ta chuẩn bị với các kỳ thi. Kỳ thi sắp tới là kỳ thi học kỳ và sau đó là nhiều kỳ thi khác với cái kết quả tốt nhất. Và hát có thể không hay nhưng cái tình cảm trong này muốn gửi tặng đến các bạn. Hy vọng rằng cái sự nghiệp học tập của chúng ta luôn luôn thành công. Chúng ta cùng nghe bài hát Về đâu nếu biết điểm thi. Mình có điểm 10 ai cũng thích, giáo viên yêu mẹ thương, thì ai ơi hãy ôn bài, chúng ta hãy ôn bài thật tốt. Mau mau ôn bài đi kèo chế, Tết gần đến em ơi. Học đi hết thì ta lại chơi, nếu chơi không lo học vài ba hôm nữa sẽ thi thế nào, mình hãy ôn bài đi các em, học nhanh học tốt kịp cuối kỳ. Mình có điểm 10 ai cũng thế, giáo viên yêu mẹ thương, thì ai ôn hay ôn bài. Mình có điểm 10 ai cũng thế, giáo viên yêu mẹ thương, thì ai ơi hay. Bye.
Chúc tất cả các bạn có điểm số tốt nhất trong tất cả các kỳ thi để đạt được cái sự mơ ước, niềm mơ ước của mình trong công việc học tập. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.